Chơi game hack đi anh, game vui. Yo và chào mừng đến với Hatch. Hatch. Ủa tôi game vui nhỏ. Mình nhìn cái mặt mà thấy vui vậy đó. Đây là tôi hả? Ok, let's go. Cửa khóa hả bấy? Vô quá. Yo. Yo, tôi nghe tiếng ai chạy ngoài cửa bà. Bây giờ là 0 giờ 34 phút sáng. Làm gì đây? Không ngủ mình làm gì đây? Yo what? Nó phải có cái chìa khóa ở đâu đây chứ nhỉ? A few moments later. Má. Ủa? Khóa cửa. Đô. Cửa mở ra rồi nè. Kiếm đàn pin. À, nắm dây kéo hả? Thôi, đọc lại đi. Thì ghê quá, tối quá. Ây dù, ai ho vậy? Hay vậy sao? Mà tiếng chống chi ba đang đi kiếm đèn pin mà. Đây rồi, đèn pin của chúng ta đây rồi. Ra là những chúng ta đối bụng. Vô, ai đã bấm chuông nè? No, tôi không mở cửa được. Yo, what the f***? Yo. What the f***? Nè, em nhớ em làm cái hạt cái gì giờ này đâu mà. Nó đưa cho mình một cái hộp nè. Mày thằng này nó bị khùng rồi quý vị. Thôi để em đọc. Ở đây. Rồi. Trong hộp không có mẹ gì hết. Yo sir. Yo what? The fuck. Oh. Hello. Hello my friend, oh my god. Wow. Ủa tôi tưởng nhân vật chính của mình là cái thằng áo tím đó lúc đầu game phải không? Sao giờ nó lại đứng ở trên. Thế thằng đó thằng khác nữa hả? Đi đường này. Yo. Không có túi đâu, tôi quên mẹ rồi. Yo, ok, vô phòng rồi. Đó là má tôi hả? Phòng em đâu cái gì ơi? Em quên mẹ. Hey, nó vô phòng kia, trời ơi là trời. Thù giáo. Mami. Tôi ở nhà rồi. Ừ thì nãy giờ ở nhà mình đang chung. Ai vậy? Anh trai. Anh ý kiến. Anh đi với em đi. Bây giờ là tự nhiên ngoài mẹ ngộ lắm. Mẹ dí em hoài ha. Mẹ. Rồi. Anh trai. Em sửa được rồi. Anh trai. Mở cửa cho em vô. Vô quá. Đóng cửa lại. Đúng rồi. Tuyệt vời. Tôi thắc mắc nếu mà tôi trốn vô cái thùng đó bà thấy không ta? Trốn trước mặt bà luôn. Anh đâu cần trái tim em cười lên chết mặt. Đừng cục hả? Oh shit. Đằng sau lưng. No. Ơi chết cân. Ôi đừng cút rồi. Ha chín cút chín bơ la la la. Mình vẫn qua đời nhau. Yo what?
What? Bà không thấy tôi thiệt á? Wait, what? Có phải là tôi dùng cái chìa khóa để mở cái này không ta? Nope. Không xài được. Meanwhile. Oh. Whoa. À, em biết rồi. Đây hả? Ok. Hello. Cảm ơn vì đã chỉ. Thank you. Cười con mẹ gì. Nhìn mặt nhau cái đi. Sao mà khi dễ nhau quá vậy? Bên đây hả? Ok. What the fuck? Yo, ai đây? Sao bắt đầu nhiều người lạ quá vậy? Hết mẹ giờ tới hai người nào luôn. What the fuck? Anh bạn nào? Có thể muốn. Con chúa tóc dài khá là tốt bụng. Anh ơi. Trời ơi, đập mà mắt anh thâm luôn rồi. Ôi ôi, what the f***. Wow. Anh ninja làng lá. Đó là cái gì? Đó là phần tối của tôi. Phần tối của anh á. Tôi sẽ đi giết thứ đó. Dũng. What? Không bị hấn nhưng hé đụng là đập. Và hẹn ngồi đập chung. Trời ơi, anh bị phần tối của anh đập rồi. Phần tối gì không sao được. Anh chào. Cái gì vậy? Hết mẹ rồi, ông nào ấy nào. Bây giờ tới anh trai mình dí mình. Thế nào chốt. Oh shit baby. 5 minutes later. Sáng ăn dính gì mà giờ đau bụng quá à. Đợi em đi chảy bút đã buồn đó. Đây, để em treo cái máy này. À, 5 phút sau em gọi lại nha. 5 phút sau đúng, 5 phút sau. Oh, 15 minutes later. Vô mình nhét xác anh trai mình vô túi như Minecraft luôn. Vô. Sâu quá bro. Vô. Tất cả đều ở trong phòng của tôi. Giờ sao? Ý sao? Đi xuống đây hả? Có cái đầu buồn. Chạy. Ngay vào luôn. Ồ, bà dí theo. Không có mình bà dí à. Vô tư. Mưa rồi. Thì đây. Có một cái hộp ngay đây. What the fuck? Đây là đầu của tôi hả? Phải cần. Oh no. Cũng đã lâu lắm rồi. Ủa sao tiện tôi về phòng của anh trai tôi rồi nè. Bây giờ có hai anh trai luôn. Nhìn em có vẻ không ổn lắm. Tôi mới đập anh trai mình hả? Gì nữa? Một cái game, what the fuck? Gì đây? Vậy là bây giờ tôi quyết định tôi nhảy xuống đây à? Wait, what? Tới lúc cuối tôi nhảy xuống cũng được. Nói gì chơi một cái game mà nó kết lãng xẹt vậy luôn anh. Và hy vọng là mọi người thích cái video này. Chứ tôi là tôi không thích rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.